Hai anh em, quá có một người đã trở lại với channel của mình và mình là Nhất Như đây. Hai mươi bốn giờ vừa qua chúng ta lại thấy sự sụt giảm của Bitcoin, nó kéo theo toàn thị trường tiền tử cũng đang sụt giảm theo đúng không? Ethereum thì là một cái đồng coin có động lực tăng trưởng khá là mạnh trong thời gian vừa qua thì cũng đã giảm xuống 1.600 đô la, tức là giảm 24 giờ là 5,35% tại thời điểm mình làm video đây. Hay là Bitcoin cũng đã giảm xuống là gần 2% ở khoảng cái vùng 23.000 này, thì nó cũng đang gọi là một cái vùng đang có phản ứng giá đó. Có nghĩa là hiện tại ở vùng 23.000 này thì nó liên tục có cái nhịp giảm xuống và nhịp tăng nhẹ trở lại đúng không? Lát nữa mình sẽ phân tích cho mọi người về cái xuống ngắn hạn của Bitcoin nhé. Và ở cuối video ấy, thì mình sẽ update cho mọi người một số những đồng coin mọi người có thể là cân nhắc đầu tư những cái giai đoạn mà nó giảm giá xuống ấy. Thì mình nghĩ rằng những đồng coin đó sẽ có động lực tăng trưởng vào khoảng thời gian tháng 9, tháng 10 sắp tới đây nhé. Ok, và mọi người sẽ tiếp tục theo dõi với mình hoặc là một số cái đồng altcoin khác liên quan đến con nền tảng mạnh thuộc lớp L1 thì hiện tại cũng đang giảm giá khá là nhiều rồi. Những cái đồng coin có màu xanh như này đa phần là những đồng có tin mà thôi. Tuy nhiên thì dòng tiền đép vào thị trường nó đang bị giảm khá là nhiều đó, cho nên là hầu hết tất cả các đồng coin mà có tin thì không bay mạnh được nhiều đâu. Ok, và trở lại với thông tin ngày hôm nay thì có hầu như là trong 24 đến 48 tiếng vừa qua thì không có nhiều thông tin cho lắm đâu. Cái thông tin đầu tiên ấy, đó là cái cầu Nordmark, thì cái cầu này trong 24 giờ vừa qua đã trải qua một cái vụ hack và đó thì đã bị mất khoảng hơn 190 triệu đô la nhé. Mọi người có thể đọc thông tin chi tiết ở trên nền tảng báo Cointelegraph, thì nó sẽ cụ thể nó đang bị hack một số cái tài sản liên quan đến là BTC này, ETH, USDC, FRAC và một số các nền tảng khác. Chúng ta có thể đọc thông tin chi tiết ở đây. Cái cầu này hiện tại đang hỗ trợ khá là nhiều các cái nền tảng mạng. Mọi người có thể mình đã update thông tin cho mọi người nhé. Nó cho phép kết nối với một số mạng như cả là Moonbeam hoặc là Covalent hoặc là các cái chuỗi khối của Ethereum nữa. Nó đã có cái mã độc gửi đến cái cầu nối này và hiện tại đã bị hack hơn 190 triệu đô la. Thông tin này đang được update liên tục và mọi người biết đó, trong khoảng thời gian mà downtrend này thì có khá là nhiều các cái mạng lưới chuỗi bảo mật đó liên tục bị hack và liên tục cũng có những thông tin phốt ảnh hưởng trực tiếp thị trường và giá của các đồng coin nó cũng bị rơi xuống đó. Ngoài thông tin hack ra thì cũng có những thông tin không được tốt về các cái sàn giao dịch top đầu. Ngày hôm qua thì mình có đến cho mọi người một cái thông tin liên quan đến sàn giao dịch Binance US, thì họ đã xóa cái cặp giao dịch đó là AMP ở trên sàn giao dịch của mình bởi vì nó liên quan đến cái vụ kiện của SEC đó. Thì họ có chỉ ra một số các mã thông báo, trong đó có mã thông báo mà họ chưa đăng ký chứng khoán ấy, đó là AMP, trong đó có AMP nhé. Thông tin mình update cho mọi người trong Telegram rồi, mọi người có thể xem được thông tin đó. Ok, và đó một số cái thông tin ngoài ra thì nó không được nổi bật cho lắm trong 24 giờ vừa qua, thì có những cái thông tin nào gọi là nổi trội thì mình sẽ tiếp tục cho mọi người ở trong Telegram, mọi người có thể theo dõi thêm nhé. Ngoài ra thì chúng ta sẽ theo dõi thêm một cái thông tin về on-chain khác ấy. Đó là cái phí, các cái địa chỉ ví nắm giữ là Bitcoin số lượng lớn ấy, thì họ đã tích lũy thêm là 64 tỷ mọi người nhé, 64 tỷ đô Bitcoin trong 12 tháng vừa qua. Đây là một thông tin cực kỳ là tích cực bởi vì là mọi người biết trong ngày vừa qua chúng ta đón nhận rất là nhiều thông tin không tốt về CPI của Mỹ đã tăng lên bao nhiêu, 9,1% đúng không? Và ngay sau đó thì Fed đã tăng lên 75 điểm về tăng lãi suất đó. Tương tự như vậy GDP họ cũng đã bị âm mất 0,9% vượt qua cả những cái nhận định của những chuyên gia trước đây. Có nghĩa là hiện tại thì tình hình kinh tế đang bị lạm phát khá là nhiều đó. Tuy nhiên thì thị trường nó lại market nó lại khá xanh trong ngày vừa qua. Và ngày mai đây thì bắt đầu nó mới có dấu hiệu là đỏ xuống đúng không? Ok, và cái thông tin cụ thể của nó là khi mà thị trường tiền tử liên tục đón nhận thông tin tốt ấy, thì trong 12 tháng vừa qua ấy, thì có rất là nhiều cái địa chỉ ví gọi là ví tích lũy lớn đó, thì họ đã tích lũy thêm 2,7 triệu Bitcoin tương đương khoảng tầm 64 tỷ đô la trong 12 tháng vừa qua mọi người nhé. Mọi người có thể đọc thông tin chi tiết ở đây, và theo cái báo là Into the Block đưa tin ấy, thì có 12,69 triệu Bitcoin khoảng tầm 65% tổng cung Bitcoin đang lưu hành bên ngoài thị trường ấy, thuộc về các địa chỉ ví gọi là nắm giữ ít nhất là 1 năm và họ đã tích lũy lâu dài, gọi là cái thông tin khá là tích cực khi mà hiện tại các địa chỉ ví lớn họ đã tích lũy, có nghĩa là hiện tại thì thị trường cũng đang có dấu hiệu là họ có tâm lý hold dài hạn nhiều hơn đúng không? Và theo chu kỳ halving thì khoảng năm 2024 sắp tới đây chúng ta sẽ đón nhận một cái chu kỳ uptrend, nhưng mà đúng theo các cái chu kỳ trước đây nhé. Ok, và đó là một số cái thông tin nhé. Ngoài ra thì còn những thông tin nào quan trọng mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người ở trong channel Telegram, mọi người thì là join vào trong đó nhé. Bởi vì mọi người biết đó, ở trên thị trường crypto khi mà mọi người bỏ lỡ chỉ khoảng tầm một vài giờ đến thậm chí là vài phút thôi là market nó cũng thay đổi hoàn toàn rồi đấy. Thế nên chúng ta liên tục cập nhật về những thông tin bên ngoài thị trường thì chúng ta mới có thể là theo dõi thị trường được. Rồi, chúng ta tiếp tục update về những chỉ số on-chain nhé. Thì ở trên màn hình mọi người có thể thấy rằng là hầu như những cái chỉ số liên quan đến các địa chỉ ví tích lũy Bitcoin ấy, từ con số lớn hơn không thì liên tục tăng trong thời gian vừa qua đúng không?
Ví dụ như lớn hơn 0,01 Bitcoin thì nó sẽ có một cái biểu đồ tăng trưởng rất là mạnh trong gian vừa qua và liên tục tạo ATH mới. Tương tự như vậy, đối với những địa chỉ ví nắm giữ từ lớn hơn 1 Bitcoin cũng như vậy thôi. Mình đã cập nhật cho mọi người khá là nhiều thông tin này, hoặc là lớn hơn 100 Bitcoin nhé, hoặc là thậm chí là 1.000 Bitcoin. Đấy, chúng ta có thể là thấy thông tin rằng là các cái địa chỉ ví nó cũng liên tục tăng lên đúng không? Các cái thời gian mà thị trường nó bị giảm giá bởi tâm lý thị trường, bởi những cuộc panic sell liên quan những quỹ đầu tư hay là những dự án lớn bị phá sản trong thời gian vừa qua, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của những nhà đầu tư short term. Cho nên là cái việc là các nhà đầu tư short term thời gian vừa qua khoảng tháng 6 ấy, họ bán tháo cái tài sản của mình ra, hoặc là các miner họ cũng bị lỗ khá là nhiều, bắt buộc gọi là phải bán tháo tài sản của mình ra đó. Thì nó dẫn đến cái việc panic sell của toàn thị trường, và đó cũng là một số dấu hiệu cho thấy rằng là thị trường cũng đang ở các chu kỳ đáy. Thì liệu cái vùng 20.017 20.000 đó có liệu có phải là đáy hay không, hay thị trường sẽ còn đáy tiếp theo đó? Thì mọi người sẽ tiếp tục cập nhật với mình ở những cái chu kỳ video sau nhé. Ok, và bây giờ mình sẽ phân tích cho mọi người về cái xu ngắn hạn của Bitcoin nhé. Và sau khi mình phân tích xu ngắn hạn của Bitcoin xong, mình sẽ chỉ cho mọi người một số cái đồng coin khả năng sẽ có tiềm lực tăng giá vào khoảng thời gian cuối tháng 9, tháng 10 đấy nhé. Chúng ta sẽ để ý thêm những đồng coin đó. Và mọi người có thể thấy rằng là hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch ở cái vùng giá là 2.900 đô la đúng không? Về cái xuống ở trên cung daily thì Bitcoin sẽ tiếp tục có một cái xuống giảm giá tiếp tục ở về cái vùng giá mình đã kể cho mọi người đây. Đó là cái vùng 22.000, và sâu hơn có thể đó là về vùng là 21.300. Đấy là cái vùng giá mà mọi người có thể bắt ăn coin dần giúp mình nhé. Đây là cái vùng mình hiện tại đang kể cho mọi người. Chúng ta có thể thấy rằng là hiện tại trước đây đi ấy, thì Bitcoin đang giao dịch ở cái vùng ở trên line mình đang vẽ cho mọi người đây nhé. Có nghĩa là các cái đáy sau của nó đang có dấu hiệu là cao hơn đáy trước, hoặc là cái đỉnh sau cũng cao hơn đỉnh trước đúng không? Nó đang ở giao dịch trong cái vùng trên line này. Mình cũng kỳ vọng rằng là Bitcoin về cái xu hướng gọi là về trung hạn thì khả năng Bitcoin sẽ vẫn tiếp tục giao dịch và tăng trưởng về cái vùng 26.500 cho đến 28.300. Mình đã phân tích cho mọi người ở trong cái video trước đó. Còn về ngắn hạn thì chắc chắn là rằng là khi mà nó tăng trưởng thì nó sẽ phải có những nhịp điều chỉnh rồi. Đó, chắc chắn là như vậy nhé. Không bao giờ có một cái market tăng vút mạnh phát lên luôn đâu. Bao giờ nó tăng vút mạnh lên ấy, thì nó sẽ có những nhịp điều chỉnh như vậy đúng không? Cũng là một cái cơ hội để cho mọi người là gia tăng thêm cái lượng tài sản của mọi người thôi. Đó, thì chúng ta có thể là cân nhắc những vùng hiện tại mình đang vẽ cho mọi người đây. Nó cái này, các cái chỉ số này nó cũng tương đương với những hiện tại về cái dominance của USDT. Thì mọi người thấy rằng là nó cũng đang bắt đầu gọi là chạm cái vùng hỗ trợ là cái vùng 5,8% đúng không? Và nó thấy cái sự bật tăng trở lại. Nghĩa là hiện tại các nhà đầu tư họ cũng đang bán Bitcoin và Altcoin ra những đồng stablecoin như là USDT đó. Và mình nghĩ rằng khả năng thời gian tới nó sẽ tăng trở lại cái vùng là 7% đó. Tương tự như vậy, đối với cả dominance của BTC, chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng đang có một cái dấu hiệu tăng trở lại sau khi mà nó chạm vào cái vùng hỗ trợ là 40% đúng không? Và hiện tại đây thì khả năng thời gian tới nó cũng sẽ tăng lên khoảng tầm 43 đến 45%. Chúng ta tiếp tục theo dõi về market của thị trường nhé. Rồi, ok, và bây giờ mình cũng như ban đầu video mình có nói đó, mọi người sẽ cần phải để ý một số cái đồng altcoin như sau này. Đầu tiên là top 3 cái đồng coin về cái nền tảng lớp layer 2 của Ethereum, trong đó có đồng Optimism. Thì hôm trước mình có biết cho mọi người rồi, cái vùng giá 1,95 đô la, mình hôm đó cũng rất là may mắn mình đã chốt được 1,95 đô la gần đỉnh luôn đó. Ở cái đồng Optimism này nhá, hiện tại nó đang giảm giá khá là nhiều đúng không? Hiện tại thời điểm mình làm video nó giảm về 1,4 đô la đúng không? Và nếu mà chúng ta xem ở trên Fibo thì hiện tại cái xu hướng giảm giá này thì khả năng sẽ còn tiếp tục giảm tiếp, có nghĩa là cái chu kỳ tăng trưởng về ngắn hạn sắp tới của ốp thì nó chưa thấy sự tăng trưởng trở lại đâu, khả năng sẽ tăng, nó sẽ giảm về cái vùng là 0,5 ở trên Fibo này nhé, tức là khoảng tầm 1,29 gì đó, khoảng tầm 1,2 1,29 gì đó là những cái vùng hiện tại mọi người có thể cân nhắc đối với đồng Optimism này, sâu hơn khoảng tầm vùng 1 đô đó. Tiếp theo là sẽ cái đồng DDX, thì đây sẽ là cái đồng DDX đây, mình sẽ xem cho mọi người trực tiếp trên bài nè luôn nhé. DX và cái đồng thứ ba đồng IMX nhé, và một cái đồng nữa mình sẽ cập nhật cho mọi người đây. Ok, cái đồng DX này thì hiện tại chúng ta cũng đã thấy rằng nó đang giảm giá theo chu kỳ của Bitcoin mà thôi. Trên không H1 đây thì nó vẫn đang ở cái vùng hỗ trợ, đã giảm về vùng hỗ trợ đúng không, là 2,3 đô la, và cái vùng tiếp theo mọi người có thể bắt được cái đồng altcoin này là cái vùng tiếp theo là vùng 1,9 này, và sâu hơn nữa là 1,67 đô la nhé. Còn là cái đồng coin nữa mà mình đã cho mọi người lướt khá là nhiều, đó là IMX đúng không? Thời gian vừa qua lợi nhuận khá là ok luôn đó. Từ cái vùng 0,7 mấy nó lên tận 1,29 đô la gần x2 luôn rồi đúng không? Nó đang giảm giá theo chu kỳ của Bitcoin, và mọi người biết đấy, hiện tại mọi người thấy rằng là cái chart của Bitcoin nó mới giảm nhẹ một chút thôi mà altcoin rơi như vậy, thì hiện tại rằng là dòng tiền đang rút ra ngoài altcoin khá là nhiều luôn nhá. Mọi người có thể cân nhắc bắt lại cái đồng IMX này từ cái vùng là bao nhiêu đây ạ? 0,87 đô la, và sâu hơn có thể là 0,8 đô la nhé. Thế mình nghĩ rằng ngắn hạn thì y mới có thể là về vùng đó mà thôi. Tiếp theo sẽ là cái đồng LDO nhé. LDO thì cái đồng coin này mình cũng nói cho mọi người rồi, mà gọi Lido Finance đó. Nó cũng thuộc cái nền tảng hỗ trợ cho Ethereum trong gian vừa qua đúng không? Cái đồng coin này thì nó cũng đang giảm về cái vùng là 1,96 đô la, và mọi người tiền bắt lại cái đồng altcoin này ở cái vùng là 1,4 đô la nhé.
Và cái đồng cuối cùng mình muốn cập nhật cho mọi người đây, đó là đồng ETC. Cái đồng coin này thì khi mà mình update cho mọi người trong cái nền tảng gọi là TikTok ấy, thì mọi người đã hơn x2 rồi đó. Những ai follow mọi người comment ở đó thì mọi người đã ăn được hơn x2 nhé. Lúc đó khoảng tầm 22, 3 đô la và lên cao nhất là 45 đô la. Đó là con ETH Classic ấy. Nó sau cái vụ hack trước đây của ETH thì nó tách ra hai cái gọi là hard fork, ra hai cái nền tảng gọi là ETC và ETH. Con ETC vẫn chạy blockchain cũ, còn ETH thì nó chạy blockchain mới đúng không? Đó, ok, thì con ETC này bởi vì là sắp tới Ethereum ấy, vào khoảng 19 tháng 9 nó nâng cấp lên nền tảng là Ethereum 2.0, có nghĩa là chuyển từ Proof of Work sang Proof of Stake, thì các nhà đầu tư, các miner họ sẽ không còn đào được Ethereum 1.0 nữa, mà họ sẽ cần chỉ có con ETC này có thể là vẫn đào thôi đó, cho nên là khả năng các miner họ sẽ chuyển sang đào ETC. Và hiện tại có một số dấu hiệu rằng là miner họ cũng đang chuyển dần sang đào ETC, cho mình nghĩ rằng động lực tăng giá của ETC là, tuy nhiên ETC nhé, nó không phát triển đi áp, cho nên là khả năng thì ETC nó sẽ không khả năng về cái tăng trưởng mạnh ấy, thì mọi người kỳ vọng như kiểu là ETH 1.0 lên 1.000, 2.000 đô có thể là không được đâu. Mọi người có thể là gọi là chơi nước con này, còn hậu dài hạn thì mình nghĩ rằng là không nên. Mọi người có thể là ăn được x2, x3, thậm chí x4 cũng có thể luôn đó. Ok, và mình xin phép được kết thúc clip ở đây. Mọi người cảm thấy clip này hữu ích nhất để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nhé. Tất cả nội dung trong video xem Rick cung cấp thông tin thôi và không được xem lời khuyên đầu tư nha. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị em những video sau.